người đàn ông gốc Việt ở Úc bị điều tra vì hiến tinh trùng quá nhiều. Một người đàn ông gốc Việt ở Úc được cho là người hiến tặng tinh trùng hăng say nhất ở xứ sở chuột túi. Anh này đang bị điều tra vì đã vi phạm các quy tắc về người hiến tặng sau khi đã làm cha của 23 đứa trẻ chỉ trong một năm. Alan Phan, 40 tuổi, đến từ Brisbane, đã cung cấp tinh trùng giúp đỡ các cặp vợ chồng và thông qua các phòng khám khi đăng ký để giúp đỡ những người muốn trở thành cha mẹ. Phan, người đã có hai con riêng, là cha của 23 đứa con chỉ trong một năm. Trong khi Phan giúp đỡ nhiều gia đình người Úc có con, hành động của người đàn ông này hiện đang bị cơ quan hỗ trợ sinh sản Victoria, VAZTA, điều tra. Theo luật Victoria, tối đa 10 phụ nữ, bao gồm cả bạn đời của người hiến tặng, có thể có con với cùng một người hiến tặng. Ngoài việc hiến tinh trùng thông qua các phòng khám đã đăng ký, người đàn ông 40 tuổi này cũng đã quyên góp không chính thức thông qua một nhóm trực tuyến có tên là Sir Donation Australia. Phan đã hiến tinh trùng cho các phòng khám đa khoa số 1 và sinh sản thành phố Melbourne, theo Daily Mail. Giám đốc điều hành VAZTA, Louis Johnson, cho biết một bệnh nhân tại cơ sở sinh sản số 1 hiện đã bị cấm sử dụng phôi được tạo ra từ tinh trùng của Phan. Sau khi một phòng khám biết rằng hơn 10 gia đình đã được hình thành thông qua sự hiến tặng của một người, họ không thể tiếp tục sử dụng tinh trùng của người hiến tặng đó. Ngoài ra, khi một người hiến tặng đạt đến giới hạn cung cấp tinh trùng cho 10 gia đình, phòng khám không thể sử dụng phôi đã được tạo ra bằng tinh trùng đó cho người nhận chưa có con bằng tinh trùng của người hiến đó, bà Johnson nói. Bà Johnson cũng cho biết việc Phan tiếp tục hiến tặng tinh trùng của mình là hành động vô cùng ngây thơ và đáng buồn, đồng thời nói thêm rằng việc cung cấp thông tin sai lệch cho phòng khám là hành động vi phạm pháp luật. Phát biểu với Kidsport vào tháng 10 năm nay, Phan cho biết lần đầu tiên anh nghĩ đến việc quyên góp sau khi cùng vợ là Merlin tới một phòng khám sinh sản khi hai người đang muốn mang thai đứa con thứ hai. Tại thời điểm đó, Phan không chắc mình có bị vô sinh hay không và quyết định rằng nếu không thì anh sẽ giúp đỡ người khác bằng cách hiến tinh trùng. Phan nói rằng hiến tinh trùng là sở thích của mình, nhưng cũng giống một công việc toàn thời gian. Anh phải kiềm chế hoạt động tình dục, tập trong phòng gym mỗi ngày và uống nhiều loại vitamin để tăng cường chất lượng tinh dịch. Phan cũng cho biết anh là người Việt Nam đầu tiên hiến tinh trùng ở Úc và nhiều người có nhu cầu xin vì tỷ lệ thành công và nói giống. Tôi ngạc nhiên vì số lượng nhu cầu mà tôi nhận được, Phan nói.